ông chị ông nghe á. Ủa, không nghe một cái gì luôn á. Mặt hai cha em lên mới nghe Hunter là ô Nhà lộn, gỗ. tụi nó đang ở bãi cày cọc trước nha chị. Ok. Ông đi dạ máy đi, không không cần phải lúc nào cũng đi như tôi đâu. Ông coi dạ máy cho tí nữa lục lục cái kia, để hôm tôi lên. Lấy lợn này đi, lợn này đi, lợn này cho kinh lực bắt người. Ê, hư tờ bắt người. Trời ơi, ông thấy mùi gì không? Mùi tiền đấy. Ôi, lần đầu tiên chơi bộ skin này luôn. Nó tính ra là của ra ra là có mỗi bộ này em xài thôi kìa, còn lại mấy bộ kia không có xài. Trời ơi, nổ đi, hãy nổ đi. Cho nè, cho ông cái này nè, có gì ăn hết thì dùng. Ây da, ây da, ây da. Cho không tới tới sớm thôi. Đừng 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 không không mà đi theo tôi đâu, không mà đi theo tôi đâu. Ông đi theo tôi thì chừng nào Hunter nó mới giết được tôi. Tôi đang gặp con men đấy. Ông đi theo tôi thì chừng nào nó mới bắt được tôi. Tôi đang chơi con mà tôi mồ rồ nhất đấy. Trời ơi, nhìn tội, nhìn chị đu tội quá. Bọn này. Ê. Ủa, cái gì Em, vậy? em bị gì? Chị tính đánh em à? Tình chị em có chắc bền lâu. Nó đâu rồi? Ui, quá cái phấn khích. Nhưng không nhìn thấy nó luôn á. À, thua rồi. Hai. Nổ đi. Đoạn này ván này chưa phá nữa. Trời ơi, ai dập gió đó vậy? Bực thế. Bên kia cũng vậy chị à? Trời, nổ chết đi. Dừa lắm. Dừa lắm. Nhưng mà chị bắt được sớm hơn nhá, bên kia bắt được trễ hơn nhá. Đâu có bắt được đâu mà đâu bắt sớm hay trễ. Ngay sớm. Khỏi cứu. Khỏi cứu. Mình thắng rồi em ơi. Mình không thua nổi chị à. Không thể thua nổi. À, hình như cứu không được không chị à. Nó không cứu được hai đứa cục rồi mà. Em Dây. ấy, bên 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 mình không cứu được. Bên mình không cứu được á. Thì kỳ Không, vậy. tới đây rồi. Em tới ghế chị rồi. Ui.
Hello chị, em mới từ chiều. Em lên ghế, em được cứu trước nữa đúng không? Con này cứu quá nữa rồi. Trước nữa. Đang đứng tiêm máu. Trời mé không có thời gian tiêm. Chết đi. À, Terosok. Chị ơi, cứu em, chị ơi. Thôi, không sao, thắng rồi, mình thắng rồi. Trời ơi, mùi tiền không được lên ghế. Lên rồi nhưng mà vẫn thắng. Bắt mãi không được người luôn á. Nó cũng có bắt được em đâu, chẳng qua là em bị lỗi thôi. Ừ thì đó. Trời ơi, thấy mùi. Ta ra lục thêm cái hòm 90 đi anh. Rồi, nhà 2 tầng nè. Em đang ở cổng trước ấy, nên tụi nó sẽ ở đâu ơi, chị tê. Nó qua nè em ơi. Mẹ, nhanh thế. Nó ở đâu vậy? Chị còn chưa lục, thấy lục ai. Lục hòm xem. Nó ở đây nè. Ôi, thấy em rồi. Đâu thấy ai mà. Ôi, đi về con mẹ nó mù à. À, không thấy em à. Trời ơi, nó trăng dễ này. Trời ơi, Si ơi, là Si á, Si làm gì đấy Si ơi. Ờ, để anh đi làm đồ nhé. Anh ơi, con xe tăng, anh ơi, con xe tăng. Đây, anh đây. Sắp tới. Nó làm cái đập bàn tơ ở đây anh ơi. Từ nha, rồi chạy thẳng như hai tầng. Trời ơi. Ủa, chị em không đi như hai tầng. Thả bài ca cũng được mà. Ok, vô đi. Xe thăm ngàn vậy. Ai làm đéo. Ủa, cái thằng em Amon nó bị cái gì đấy? Ai cho? Anh ơi. Tao tức anh á. Trời ơi, đây này nó tốn thời gian không mua đồ bố chết xui vừa đó. Anh tự dạy anh dùng kim tiêm được mà. Đấy, giờ giải xong hư sư thành ấm sư mẹ rồi. Cứu ha, đẹp bụi cứu ha, đẹp bụi cứu á. Oh shit. Oh, mẹ ơi, đồ hồng vàng. Hả, phần đâu? Đẹp bụi cứu mà. Không phải em có phần đâu trời. Em cứ tiết kiệm đồ đi, chia nó hết được có 2 con hả. Sao mà con nhện được à? Đây này. Chị gì hả thật rồi. Ủa sao Maxi đập cái ballet này thấy? Anh tính đập thì em lúc đó. Ờ, đập quả đấy là bóp cái trưởng luôn á. Trời ơi anh ơi, con nhện nó phút chiêu không cay đâu nhá. Nó ghét ăn rồi, thật chí nó cũng nạt luôn. Anh ơi. anh không có quyền được sống ở đời này nữa, nhện bảo thế. Em ơi. Trời ơi, cố lên. Em đã mất máu đâu mà chị phải lo. Đúng không nào. Nó cay anh lắm mà chị ơi, công nhận nó cay anh lắm chứ. Chị ơi. Chị ơi, cái hòm nó ở nhà hai tầng nhá. Cái hòm ở gần lòng chim á. Chim xanh kiểu lòng chim. Chị biết rồi. Trời ơi. Vì tùng của tôi cứ dậy lại, sự lại gục khổ thân bạn. Trời ơi, bọn nó lắm đồ của em ơi. Chị ơi, lắm đồ rồi về hậu game thôi, về sau. Sau hết đồ liền hả, đem được đấy. Vậy hả? Ơ kìa. What? Cái đậu má. Cú gì vậy? Ây da, phải đánh tao. Đờ mỡ, sao hồi chó nhanh thế? Trước nhà hai tầng chị ơi. Trước nhà hai tầng. Thấy rồi. Đặt cái hòm đây luôn nè. Ok, đặt hòm trước cũng xong rồi. Chị ơi, nó có hồi chó nhanh vậy. Đánh không? Nhiều vẫn khỏe mà.
Ý là nắm giờ nó xin nhiều á. Mà nó cứu khi nào vậy? Anh tới thì nó cứu khi nào chị không nhìn thấy luôn á. Dùng hờ mà. Đâu, nó có dùng vẻ, nó có vẻ hờ với con kia đâu. Ủa sao dính vậy? Ui, em bị chậm quá anh ơi. Chị ăn hết đi chứ. Nó muốn đám anh luôn rồi. Anh vơ phương vơ bên này chết rồi, không ai cứu nè. À, vẫn có người cứu. Ôi trời. Cái gì dữ gì vậy? Ôi chết, quên hủy đát. À. Bỏ phía trước đấy, Gì ấy? Ủa? What are you doing? Nó thậm chí còn chưa nâng lên mà anh đã đánh rồi. Thì làm gì đã cảm ít xe mệt đó. Rồi, chết đi bạn. Rồi, đứa nào nó đến nổ nước chết sạch. Thắng nha. Ông Sia làm quả bóc tim hay đấy. Đâu, bóc đâu, đặt bên đấy dưới đầu mà. À, nó đập chặn đường em ấy, ba lết vào đầu cái gì.